tuyệt vời nhất mà chúng tôi dành tặng cho quý vị trưa hôm nay. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Xin chào tất cả mọi người ạ. Lần đầu tiên xin chào toàn thể quý vị, những vị khách của gia đình đã đến đây dự lễ cưới của hai em. Cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Vỗ tay lớn được không ạ? Dạ. Hôm nay đám cưới phải vui lên ạ. Thưa quý vị, là ngày hôm nay tâm sự luôn, lẽ ra em không mặc cái bộ vest này đâu, tại em mặc vest nhìn nó không có đẹp. Em lại mặc đồ bình thường thôi, nhưng mà tại vì em muốn có một kỷ niệm với cô dâu chú rể. Đây là bộ vest mà em lấy vợ. Bộ vest này là bộ vest cưới của em luôn. Đó. Nên mình hôm nay mang tới đây luôn, có một cái kỷ niệm với cô dâu chú rể. Sau này có con, mở cái video này lên cho nó coi. Hồi xưa ba đám cưới, ông già ông tới còn thấy chưa? Một điều hết sức đặc biệt phải không ạ? Và một tràng pháo tay thật lớn ngay lúc này hơn nữa được không thưa quý vị? Cái đám cưới quý vị, nó thiêng liêng lắm. Em đám cưới rồi em biết, trong đứng ở trong cánh gà là ra là đàng hoàng, không có khóc lóc gì nghe chưa? Em tự nhủ vậy đó. Nhưng mà khi mình bước ra lễ đường, hai bên bà con vỗ tay rồi ánh sáng rồi hoa, cái tự nhiên mình cảm thấy nó quá tuyệt vời. Mình nghĩ trong đầu, ủa tại sao mình lại cưới trễ như vậy? Đáng lẽ mình phải cưới sớm hơn. Thiệt. Rồi khi cưới xong có con thì nó còn sướng nữa. Nói chung tâm sự về con cái nó dài lắm. Nhưng mà em muốn là mình phải làm đám cưới, vì đối với cô dâu chú rể thì còn ít tí. Cô dâu mà được mặc cái sa rê cưới, được đi vào lễ đường, rồi được đeo vàng là nó tê tái lắm. Thiệt. Cho nên ở đây ai là con gái mà có bạn trai rồi mà tính qua năm nữa gì đó, đừng tính nữa. Năm nay cưới luôn. Mấy bà gặp đầu với bà chưa có chồng nè. Thưa quý vị, năm 2020 này quý vị được biết rằng là quá nhiều cái khó khăn từ dịch bệnh, từ bão lũ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung mình và đặc biệt là những người con của Quảng Nam, Đà Nẵng. Và anh Trường Giang đây cũng là một người con của Quảng Nam. Và ngày hôm nay anh muốn về đây để cùng đồng hành với tất cả quý vị, cùng chia sẻ những niềm vui. Và như quý vị đã biết rồi, danh hài Trường Giang, biệt danh là 10 khó. Thế nhưng anh đi đến đâu thì anh mang tiếng cười đến đó. Sau những cái khó khăn, những cái bộn bề vừa qua của năm 2020, chúng ta hãy quên nó đi mà vui với Văn Minh, vui với Hồng Phấn, để quý vị đón chào năm 2021 đang đến với thật nhiều những thành công, thật nhiều những niềm vui. Và quý vị hãy dành những cái tình cảm của mình để cảm ơn sự xuất hiện của Trường Giang. Thưa quý vị, hồi nãy em quay qua em hỏi chú rể, nói ông lộm rang mà ông kiếm được cô dâu bá chá rồi. Ông nói ăn ở có đức. Ông chú rể tồn lô thiệt. Thưa quý vị, thì thường là tới đám cưới là hay hát bài, nhưng mà khổ nỗi em đi diễn là em toàn hát mấy cái nhạc mà, xin lỗi cô dâu chú rể, chia ly rồi không hà, lạc mất em rồi không, mà đám cưới mà hát mấy cái bài đó nó vô duyên. Đám cưới người ta mà hát mấy cái bài mà buồn rồi nó vô duyên lắm. Cho nên hồi sáng giờ cũng học một bài mà không biết thuộc không. Bé heo ơi là chồng phinh, đâu có thuộc, bài đó đọc rap mà. Thôi thì bây giờ xin phép cô dâu chú rể cho em hát tặng bài mang tên là Lâu Đài Tình Ái. Rồi, mình xuống tiếp khách đi, không cần đứng đây à. Đang bị bệnh nhưng mà đâu có sao, chơi tới. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh, anh sẽ gom mây kết tình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, từng chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh đi vào hành hương miền sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, cuộc tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó sẽ không có trên trần gian, anh đưa em vào bảng tiếng ngát chắc cuộc đôi danh thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Tình tú trời cao thành vương miền sang,
ngày lễ đăng quan vũ trụ trong đẹp. Cuộc tình mình xưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ê! Cảm ơn chị. Hãy hãy à, mở cửa hè thế hả? Đó là gì? Tình tú trời cao thành vương miền sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Cuộc tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tố. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, sắp không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bạc thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Cuộc tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cuộc tình mình chưa nghe lời dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ê! Vỗ tay nồng nhiệt ạ. Quá nồng nhiệt anh ạ. Và giờ đây Vũ Văn xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay trở lại sân khấu. Dạ thưa quý vị, thì em là cũng là người con của miền Trung và cũng mộc mạc như quý vị ở đây thôi. Và cái đám cưới là một cái điều trọng đại của cuộc đời. Nên á, hồi trước giờ em chưa bao giờ diễn đám cưới. Không phải vì em chê, nhưng mà em nói là mình xuất hiện trong đám cưới đó có xứng đáng không? Nên em không có xuất hiện, bởi vì đó là ngày của cặp đôi. Em luôn nghĩ trong đầu là ngày đám cưới là ngày của người ta, tới chi gì ông nội. Nhưng mà em nghĩ lại, ủa, mình mang tới niềm vui và mà là một kỷ niệm đẹp với gia đình. Và mình tạo ra cho cặp đôi họ có một sự yêu thương của những người quê hương với nhau. Thì em nghĩ điều đó cũng tốt nên em xuất hiện. Và cũng xin chúc cho Văn Minh và Hồng Phấn cùng gia đình một cái năm mới và một cuộc sống luôn thành đạt và mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Một lần nữa trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Hải Trường Gia rất nhiều. Em xin chúc quý vị ngon miệng và xin chào tạm biệt ạ.